Người còn nói với các ông: ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: bạn ơi, cho tôi vay 3 cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà lại đáp: xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bọ cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao? Xin thân ái kính chào anh chị em. Hôm nay là ngày thứ năm 11 tháng 10 năm 2018. Và lời hàng sống của chúng ta là đoạn tin mừng theo Thánh Luca chương 11, từ câu 5 đến hết câu 13. Có thể tóm gọn lại trong một câu, đó là: hãy cứ xin thì sẽ được. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu ở đây như là phát ngôn viên của Chúa Cha, phát ngôn viên của gia đình nước trời, để bộc lộ tấm lòng của Chúa Cha cho tất cả chúng ta hiểu lòng của Chúa Cha yêu thương chúng ta như thế nào. Cha của Chúa Giêsu cũng là cha của tất cả mọi người. Cha rất là thương các con. Cha như thể là ngóng ngóng đợi chờ từng giây từng phút một để nghe được tiếng các con mở miệng xin với cha một điều gì đấy. Cha hình như là sốt ruột vì chờ mãi mà không thấy các con nó chạy đến xin điều gì đó với mình. Thật ra thì không cần phải đợi đến lúc các con đến xin với cha thì cha mới cho. Cha đã cho từ lâu, cho nhiều hơn là các con mong muốn. Cha cũng chẳng màng các con phải biết ơn, phải cảm ơn cha. Vì cha thương nên tự cái tình thương ấy nó tràn ra, nó cho nhưng không, cho vô điều kiện, cho đứa ngoan lẫn đứa hư, cho cả những đứa quay lưng bỏ đi. Và hình như là Chúa Cha có vẻ còn thiên vị cho những đứa nó chống lại cha. Dù vậy, chúng ta hiểu được tấm lòng của cha như thế thì chúng ta cảm nhận được rằng Chúa Cha sẽ vui nhiều lắm khi thấy các con đến xin, đến tìm, đến gõ cửa lòng cha. Khi được các con nó tìm đến, nó xin, nó gõ cửa, thì cha dường như thấy mình là cha trọn vẹn hơn, đúng nghĩa hơn. Nếu nó không xin thì cha vì tình thương vẫn cứ lo cho các con, vẫn cứ cho các con, nhưng sẽ trọn vẹn cả hai chiều khi các con nhận ra lòng của cha. Và đang lúc cha đang ban tràn đầy ơn của cha cho các con thì các con vẫn cứ làm như thể là cha cần mình xin, cha mong mình xin để mà chạy đến xin với cha. Chúa Giêsu đã chọn chữ hiếu với cha. Không có ai có hiếu bằng người con Giêsu đối với Chúa Cha. Rồi bây giờ lại xuất hiện các nghĩa tử là chúng ta. Nghĩa tử xin đừng hiểu lầm là con nuôi. Nghĩa tử đây là những đứa con do cái nghĩa của Chúa Giêsu đã chết và sống lại cho chúng ta, cứu lấy chúng ta, rằng cái việc nghĩa, cái nghĩa cử cao thượng đó nên chúng ta được làm con của Chúa Cha. Chúng ta không đáng được như vậy. Dù là Chúa Cha sinh ra chúng ta, tạo dựng nên chúng ta, nhưng mà do tội lỗi và sự chết làm cho chúng ta có một cái cách biệt khổng lồ, không còn đáng gọi là con của cha nữa. Con thật đắc tội với trời và với cha, không còn đáng gọi là con cha nữa.
Nhưng chính Chúa Giêsu đã tìm gặp chúng ta, cứu lấy chúng ta, dắt chúng ta, cho chúng ta nấp đằng sau lưng, để khi Ngài về với Chúa Cha thì chúng ta cũng được về chung với Ngài. Và chính vì thế mà chúng ta được gọi là nghĩa tử. Nên nếu mà nói Chúa Giêsu đã chọn chữ hiếu với Chúa Cha của mình, thì bây giờ Ngài cũng mong muốn các đứa con là chúng ta, những đứa nghĩa tử đã được cứu mà đưa về cùng Chúa Cha, cũng hãy biết sống cái tình cha con, tình con với cha như thế. Mà đã là con thì tin rằng cha thương mình, biết rõ cha rất thương mình, nên mở miệng xin, nên gõ cửa một cách kiên trì. Và dường như chỉ chờ có thế, chỉ chờ có đứa con xin, chỉ chờ có đứa con đi tìm, chỉ chờ có đứa con nào đó gõ cửa, thì cha đã mở cửa ra ngay. Chúng tôi còn nhớ là bất ngờ chúng tôi có xem được một cái clip ở trên Internet. Người đi đường nào đó đã quay được một cái tai nạn. Có một anh công an của quận Thủ Đức. Anh ta bị xe container nó cán. Nó cán đứt ngang qua người thì người anh ta đứt ra làm hai. Từ bụng trở xuống nó đứt lìa ra rồi. Anh ta đau lắm. Nhưng mà hình như có những cái phút cuối cùng anh ta rất là tỉnh. Anh ta cố gắng ngóc đầu lên để nhìn xuống. Cái phần bụng dưới của mình đã bị cán nát. Rồi anh còn đưa tay anh tìm cái điện thoại ở trên ngực áo. Anh đưa cho đám đông đang bu chung quanh tò mò nhìn xem, để anh bảo là gọi điện thoại cho người nhà của anh. Nhưng mà người ta thản nhiên vô cảm. Người ta chỉ có bu lại để xem có chuyện gì nó ghê gớm quá. Chẳng có ai có một cái cử chỉ hay một cái lời nói, một cái hành động nào đó để mà giúp đỡ cho cái anh công an khốn khổ đó. Anh vẫn còn đội cái nón bảo hiểm của công an xã. Anh ta kêu đau, anh ta nhờ người này nhờ người kia không được. Bất ngờ tôi nghe thấy có một giọng nói của một người phụ nữ. Tiến lại gần thì cái máy quay cho thấy đây là một chị nữ tu, rõ ràng mặc quần áo màu xanh dương đậm. Có lẽ là một chị con Nước Mẹ Vô Nhiễm, hoặc là một chị nữ tử Bãi Ái Vinh Sơn. Cũng chạc khoảng 50 mấy tuổi. Chị cúi xuống ân cần nói với anh công an. Chắc có lẽ là chị nhìn thấy chỉ còn ít phút nữa thôi, chắc chắn anh sẽ chết. Chị nói thôi kêu Chúa cứu đi. Anh ta trợn ngược mắt, anh ta nhìn lại chị nữ tu, anh bảo cứu cái gì mà cứu, ai cứu? Chị cứ ân cần chỉ bảo kêu đi, xin Chúa cứu đi, xin Chúa cứu đi. Anh ta vẫn không hiểu ra được vấn đề. Anh ta vẫn có loay hoay với cái việc là nhờ ai đó gọi điện thoại cho người nhà để cứu anh. Cuối cùng thì chị nữ tu thấy rằng không còn kịp nữa. Chỉ còn không còn tính bằng phút mà chỉ có thể tính bằng giây. Thì cuối cùng chị nắm lấy tay anh và chị kêu thay cho anh. Lạy Chúa, xin Chúa cứu con. Chúa ơi, Chúa cứu con. Chúa ơi, xin Chúa cứu con. Khi ấy chị nữ tu không cần biết anh ta là công an, không cần biết anh ta là cộng sản, không cần biết anh ta là vô thần, không cần biết là anh ta chẳng tin vào Chúa. Nhưng mà trong cái nghĩa là đồng loại, là đồng bào, là cùng là con của Chúa Cha trên trời, thì chị nữ tu thấy là nếu mà anh không kêu Chúa Cha thì chị kêu dùm. Chị như người chị kêu dùm cho đứa em với cha trên trời. Xin Chúa cho chúng ta cảm nhận được sâu xa Chúa Cha yêu thương chúng ta như thế nào. Chúng ta cảm nhận được sâu xa Chúa Giêsu muốn tha thiết, muốn mời chúng ta cũng biết cầu nguyện với Chúa Cha như thế nào. Để rồi trong mọi hoàn cảnh sống, những lúc bình an, những lúc sung sướng, những lúc thành công, những lúc hạnh phúc thì không nói làm gì, kêu đến với Chúa như một lời cảm ơn tốt rồi. Nhưng mà quan trọng là những lúc nguy kịch, những lúc thập tử nhất sinh, những lúc mà rơi vào một cái thế không còn hy vọng, rơi vào một cái hoàn cảnh bi đát, thì những đứa con lúc đó nhớ đến ai? Thưa đến nhớ đến cha mẹ của mình. Thì chúng ta cũng hãy nhớ đến Chúa là cha chúng ta. Ta hãy kêu lạy Chúa xin giúp con, lạy Chúa xin Chúa cứu con, lạy Chúa xin Chúa chữa lành con, lạy Chúa chúng con là con của Chúa, Chúa là cha của chúng con. Amen.